Vâng, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác lại tiếp tục trở lại kênh YouTube của Trương Tô Ban. Thì mấy ngày vừa rồi em có chút việc nên không lên được đều cho các bác nhá. Thì hôm buổi tối hôm nay em lên cho các bác là tất cả là 8 món nồi. Nồi thì đều là dung tích 1 lít ạ. Gồm cao tần áp suất nhá. Tất cả nồi thì em bao điện, bao cơm chín cho các bác nhá. Các bác xem video thì nhớ cho em nút chia sẻ nhé các bác nhá. Các bác chưa đăng ký kênh thì làm cho em xin nút đăng ký kênh. Các bác theo dõi những sản phẩm nó phù hợp gia đình mình thì các bác mua. Mã đầu tiên em lên cho bác nồi Hitachi. Nồi này dung tích 1 lít nhé các bác nhé. Này em lau qua thôi, hàng mới về. Đó, bác nào chốt thì em vệ sinh sạch sẽ cho các bác nhé. Nồi này sản xuất năm 2020, chạy điện 100V, công suất 1400W. Ngoại hình thì tương đối đẹp, chỗ này có hơi tí cấn tí, hơi tí mót thôi. Bạn nào lấy em nắn cho nhá. Đó. Rồi thì rất sạch sẽ, đẹp. Tất cả các nồi sử dụng điện 110 nhá. Các bác lưu ý cho em. Xoong rất đẹp, lòng xoong rất đẹp. Lòng xoong gai rất đẹp nha các bác nhá. Bên ngoài đây nhá. Rất sạch sẽ. Đó. Do thì như chưa từng sử dụng ạ. Rất dày, xanh, mềm. Áp suất bi các bác nhé. Hộp bên trong thì rất sạch. Hộp trong rất sạch. Mã đầu, mã số 1. Video ngày 24 tháng 10. Lần này em bán cho các bác là giá là 800k các bác nhé. 800k. Tất cả các bác là chuyển khoản hết vào ship nhé. Mã thứ hai em lên cho bác một nồi Tiger. Dòng chế độ có cơm, có chế độ nấu cơm cháy đây. Hình thức thì bên ngoài không mốc méo nhé. Bên ngoài không mốc méo. Này sản xuất năm 2011. Chạy điện 100V, công suất 1210W. Nhà sản xuất khuyến cáo các bác sử dụng cục 15A. Hình thức bên ngoài tương đối đẹp. À, không có bể vỡ, không cấn cán này các bác nhé. Xoong đây các bác nhé. Xoong có vài ba vết chấm cám nhỏ nhé. Cái này thì cam kết các bác là không dính cơm nhé. À, chúng dính vẫn còn rất tốt. À, bên ngoài sạch. Xoong đây các bác ạ. Doang tương đối nhá. Cái này các bác về các bác vệ sinh lại cái tí doang này là sạch ngay nhá. Còn không thì bác nào có nhu cầu lấy vệ sinh cho nhá. Đó, dòng này cao tần. Có chế độ nấu cơm cháy. Dung tích 1 lít thì nấu được 1 kg gạo nha các bác nhá. Đó, hình quay lại cho các bác xem. Tiger. Mã số 2, video ngày 24 tháng 10. Lần này em bán cho các bác là giá là 500k. 500k nha các bác nhé. Đó, 500k. Bắt đầu đang xem video nhớ cho em nút chia sẻ và đăng ký kênh cho các bác nhé. Mã số 3 lên cho các bác một nồi Yoriroshi cao tần áp suất. Còn này thì thành thì bằng kim loại không mốc méo. Đó, không mốc méo nha các bác nhé. Đây này sản xuất năm 2014. 2014, chạy điện 100V và công suất 1230W. Các bác sử dụng cục 15A cho nồi này nhá. Trên mặt đây cũng tương đối các bác nhá. Đây nó có chi xước nano này. Đó, đây có chi xước nano này. Xoong đây các bác nhá. Xoong này có vài vết chấm. Nói chung cái này thì nó không ảnh hưởng chất lượng cơm, nó không ảnh hưởng chất lượng chống dính. Đó. Bên ngoài đấy sạch. Dòng xanh các bác nhé. Dòng xanh độ đàn hồi rất tốt, chống tràn còn nguyên. Đó. Áp suất bi. Mã số 3, video ngày 24 tháng 10. Lần này em bán ra. Lần này em bán cho các bác là giá là 550k nhé. 550k.
550k quá rẻ, đồ quá rẻ. Mã số 4 em lên cho bác một nồi Yorioshi, tiếp tục một nồi Yorioshi, dòng này dòng cao tuần, thành thì bằng kim loại không bóp méo. Nồi này sản xuất năm 2016 nhé bác nhé, 2016. Chạy điện 100V. Chạy điện 100V và công suất là 1105W. Thành không bóp méo nhé. Thành không bóp méo. Cái nồi này chưa lau kỹ nhé, con nào lấy vệ sinh sạch sẽ được nhé. Đấy, em lau qua đã sáng rồi các bác nhé. Tất cả các nồi trên video em đã test rồi nhé, không test lại cho các bác nữa. Có thể tí nữa một vài mã sau em test cho các bác nhé. Lòng thì ok nhé các bác nhé. Đó, lòng ok không phải chấm. Bên ngoài đây, bên ngoài cái chày này thì không quan trọng nhé. Hình thức bên ngoài nó có bị chảy tí nhưng nó không ảnh hưởng gì. Dòng này dòng xanh nha các bác nhé. Dòng xanh. Đấy, em vừa lau qua đã xanh, đã sạch ngay nhá. Cái này các bác chỉ cần về vệ sinh qua thôi các bác nhé. Đây. Em chỉ cần lau qua lấy cái giá lau qua nữa xanh sạch rồi. Đó, rất sạch nhá. Dòng xanh, đồ đàn hồi tốt. Mã số 4. Video ngày 24 tháng 10. Ở đây em bán cho các bác là giá là 650k cộng ship nhá. 650k cộng ship. Tất cả các nồi bán là chuyển khoản hết bao ship đi nhá. Mã số 5. Tiếp tục một nồi Yorioshi. Nhưng mà qua quá trình vận chuyển thì chỗ này nó bị móp nhá. Nhưng các bác yên tâm, con nào lấy thì chỗ này em nắn ra cho nhá. À, nồi này tương đối đẹp, bị móp mất cái đầu. Nhưng cái này em sẽ nắn cho các bác. Nồi này sản xuất năm 2018 này. Còn lại thì không bóp méo, không cấn cán nhé. Và không xước xát gì, nồi rất đẹp. Có một khi đầu, có nào lấy thì em nắn cho nhé. Nồi này chạy điện 100V, công suất 1105W nhé. Các bác cũng thể sử dụng cục 15A cho cái nồi này. Dung tích em nó là 1 lít nhé. Bác có thể nấu được 1 kg gạo dành cho gia đình từ 3 năm người ăn. Dòng Yorioshi cao tần này thì rất lành nha các bác nhé, rất lành. Xoong đây các bác nhé, xoong rất đẹp, lòng xoong rất đẹp, không một chấm luôn. Đó, bên ngoài đây nhá, con nào lấy em lau lại cái này, như cái này em chưa lau. Đó, rất sạch đẹp ạ. Giò cũng vậy nhá, giò rất xanh. Đó, giò rất xanh. Đó, các bác thấy chưa, vừa lau qua đó này đã sạch ngay nhá. Cái này thì vệ sinh dễ dàng thôi, chỉ lau dũng nước một lúc là các bác lau là sạch ngay nhá. Giò xanh. Kể cả hộc này rất xanh nhá. Đây, em test cho các bác một hai mã điện được không này. Đó, 73 phút. Đó, tất cả các chức năng hoạt động ok nhé các bác nhé. Mã số 5. Video ngày 24 tháng 10. Lần này em bán cho các bác giá 850k cộng ship. 850k cộng ship nhé các bác nhé. Đó, 850k cộng ship. Tiếp theo mã số 6 lại tiếp tục một nồi Yorioshi nha các bác nhé. Nồi này dung tích thì cũng 1 lít ạ. Thành thì cũng bằng kim loại không móp méo. Bao bể vỡ bao móp méo cho các bác nhé. Nồi này chạy điện 100V, công suất 1105W. Đó, cũng như mấy mã Yorioshi vừa nãy nhá, trừ cao tần. Trừ cao tần áp suất nhé. Cao tần áp suất thì công suất nó cao hơn chút. Đó. Các bác xem lại ngoại quan nhé. Này tương đối đẹp. Này về lau kỹ là sáng bóng ngay nha các bác nhé. Xoong đi nha các bác. Đó, xoong chỉ có 1-2 chấm nhỏ nha các bác nhé.
này nó không ảnh hưởng gì, một hai chấm nhỏ thôi. Bên ngoài thì tương đối không trời, cái này nó em chưa vệ sinh. Đây nhá, giòn rất xanh để cho này lấy móng tay cào đi là sạch. Cái này nhúng nước các bác chỉ lau qua là sạch hết ngay, giòn xanh. Đó. Cái này nó ảnh hưởng ở đầu dây điện nha các bác nhá. Đây nó ảnh hưởng cái đầu dây điện này, có khả năng nóng ở dây điện này. Đó, vừa nãy em test ok rồi mà giờ vẫn không được. Đó các bác nhá, đấy là ảnh hưởng ra đầu dây điện nhá. Các bác cần em xử lý nhá. Đó. Đó. Tất cả các chức năng hoạt động ok, có cái đầu dây điện nó bị đứt cái dây này nhá. Con nào đấy thì em thay cái phích khác đi nhá. Mã số 6 video ngày 24 tháng 10. Lần này em bán cho các bác là giá là 600k nhá các bác nhá. 600k cộng ship ạ. Đó. Thằng Doji Doji thì nấu cơm săn và mềm ngon nhé các bác nhé. Mã số 7 em lên cho bác một nồi Hitachi màu đỏ rất đẹp. Nồi này ngoại hình thì rất đẹp nha các bác nhé. Đấy, không mốc méo một tí nào ạ. Nồi này sản xuất năm 2021, chạy điện 100V và công suất 1400W. Công suất 1400W có sử dụng trong cục 20A nhé. Nhà sản xuất khuyến cáo là sử dụng cục 20A. Ngoại hình rất đẹp, trên mặt cũng vậy, không có chảy xước tí nào, không chảy chóc. Đó, rất đẹp nhé. Xong bên trong này, bác thấy chưa? Xong rất đẹp. Đây nó chỉ là cái vết của mui thôi các bác nhé. Kiểu cái vết của mui thôi nhá. Bên ngoài đây, vàng chóe nha các bác nhé. Đó, rất đẹp, cái nồi này thì rất đẹp rồi. Giòn thì rất xanh, giòn xanh như các bác. Em lau cho qua các bác một hai ba phát này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, chỉ lau hai ba phát là đã sạch hết rồi. Đó, bác nào có lấy thì em vệ sinh cho nhá. Asubi, học đây, học rất sạch chưa? Cho bác xem. Đó. Mã số 7, video ngày 24 tháng 10. Nên em bán cho các bác là giá là 1.300.000 cộng ship. 1.300.000 cộng ship nhé. Cái này đã bị lỏng dây các bác nhé, không vào đây này. Đó. Đó, nó bị lỏng dây nhá. Bác nào đấy thay dây, đây nó bị đứt rồi đây, đứt hẳn rồi. Con nào lấy thì em thay cho nhá. Mã số 8 lên cho bác một nồi Tiger dòng VIP. Mã sản phẩm là JBC gạch ngang A các bác nhá. Dòng này thì màn hình LED. Có chế độ nấu cơm cháy. Thành với trên mặt thì bằng nhựa nhá. Màu mận chín. Không bể vỡ, bao bể vỡ cho các bác. Nồi này sản xuất năm 2017. Chạy điện 100V công suất 1200W các bác nhé. Nhà sản xuất thì khuyến cáo các bác sử dụng một cục 15A dòng Tiger son gốm thì nấu cơm rất ngon. Đó, có chế độ nấu cơm cháy, đặc sản dòng Tiger các bác nhé. Đây các bác, son gốm này. Lòng rất đẹp, không thể chê được. Lòng rất đẹp nhé, trong xương cốm, xương sần thì giờ cơm ngon luôn đấy. Giòn xanh. Giòn xanh có đần hồi tốt nhé các bác nhé. Áp suất 2 bi, trong Tiger đây là áp suất 2 bi. Học sạch nhé các bác nhé. Đó.
các chức năng hoạt động ok nhé các bác nhé. Màn hình LED có chế độ nấu cơm cháy, các chức năng hoạt động ok. Tiếp theo là mã số 8, video ngày 24 tháng 10, nên em bán cho các bác giá là 2,1 triệu nha các bác nhé, 2,1 triệu cộng ship. Bắt đầu xem video thì nhớ cho em nút chia sẻ, nút đăng ký kênh nha các bác nhé. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo 038 286 0468, bên em ship hàng toàn quốc nha các bác nhé. Đó, video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tới. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.